chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức quốc tế trên kênh youtube báo điện tử vov thưa quý vị nga mới đây khẳng định nước này có đủ nguồn lực thay thế khi lực lượng quân sự tư nhân wagner rút khỏi khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine sau vụ nổi loạn hồi tháng trước Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andriy Katapolov ngày 3 tháng 7 khẳng định, ở thời điểm xảy ra vụ nổi loạn, không còn lính Wagner nào ở tiền tuyến Ukraine. Tất cả lực lượng của họ đều lui về các trại giã chiến. Họ không tham gia vào các nỗ lực đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Quan chức này khẳng định Nga có đủ nguồn lực dự bị để thay thế Wagner trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông nhấn mạnh, không có bất cứ mối đe dọa nào liên quan tới việc giảm tiềm năng chiến đấu của quân đội Nga trong trung hạn và dài hạn. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga không cần một lệnh động viên quân nữa để thay thế lực lượng Wagner. Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố lệnh động viên một phần để tăng cường lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đó là lệnh động viên đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Hôm 13 tháng 6, hơn một tuần trước khi xảy ra vụ nổi loạn của Wagner, ông Putin tuyên bố không cần thêm một lệnh động viên khác. Hôm 27 tháng 6, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định vụ nổi loạn không ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến của Nga ở Ukraine bởi Moscow không phải rút lực lượng nào khỏi chiến trường. Wagner đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, đặc biệt trong cuộc giao tranh khốc liệt kéo dài nhiều tháng nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut miền đông của Ukraine. Lực lượng này thậm chí được đánh giá là mang lại chiến thắng duy nhất cho Nga trong suốt xung đột mùa đông. Tuy nhiên, sau những dạn nứt với quân đội Nga, đến cuối tháng 5, ông Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin bất ngờ tuyên bố rút khỏi Bakhmut, lùi về các trại giã chiến nằm sát biên giới Nga-Ukraine. Ngày 28 tháng 6, Ukraine xác nhận Wagner không còn chiến đấu trên chiến trường, mà được thay thế bằng lực lượng nhảy dù và quân chính quy ít kinh nghiệm hơn của Nga. Giới chức Ukraine và một số chuyên gia cho rằng, động thái rút quân và vụ nổi loạn của Wagner có thể mang lại cơ hội tốt để Ukraine tạo đột phá trong chiến dịch phản công. Ông Anton Gerachenko, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine bình luận, một trong những lực lượng sẵn sàng mức cao nhất và mạnh nhất đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến chỉ ra tác động rất hạn chế từ cuộc nổi loạn của Wagner đến cục diện xung đột. Thứ nhất là bởi vụ nổi loạn diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chỉ trong vòng 24 giờ, Thứ hai, Nga đã dành nhiều tháng để xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố. Thứ ba, Wagner đã rút khỏi hoạt động tác chiến tại Ukraine trước vụ nổi loạn. Không rõ trước vụ nổi loạn, Wagner có bao nhiêu tay súng ở Ukraine. Song ông Trung Prigozhin vào tối ngày 23 tháng 6 tuyên bố dẫn theo 25.000 lính từ chiến trường Ukraine thực hiện cuộc tuần hành đòi công lý vào vùng Rostov và tiến về gần Moscow trong khi đó ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết nước này sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn cho dù phương tây hoài nghi về sự ổn định của nga sau vụ nổi loạn của nhóm quân sự tư nhân wagner ông khẳng định nếu ai đó ở phương tây có bất kỳ nghi ngờ nào thì đó là vấn đề của các vị cảm ơn các vị đã quan tâm đến lợi ích quốc gia của chúng tôi nhưng không cần thiết nước nga luôn vươn lên mạnh mẽ hơn sau bất kỳ khó khăn nào chúng tôi nhận thấy quá trình đó đã bắt đầu Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai hay đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào sau vụ nổi loạn của Wagner. Các cơ quan đặc biệt của Nga đang điều tra xem liệu tình báo phương Tây có liên quan tới vụ nổi loạn hay không. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo phương Tây không nên lợi dụng tình hình để đạt được cái gọi là mục tiêu chống Nga. Mặt khác, Moscow khẳng định sẽ đặt mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bàn về triển vọng hòa bình ở Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, ông cho rằng phương Tây muốn đóng băng tạm thời của xung đột để Ukraine có thêm thời gian tập hợp lực lượng và cung cấp thêm cho ép vũ khí tầm xa mới. Ông Lavrov nêu rõ, họ nói rằng mọi thứ sẽ kết thúc bằng đàm phán, nhưng trước tiên phải đánh bại Nga. Họ cáo buộc chúng tôi có ý định cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân. Đó là lời nói dối, ngoài ra ông lavrov cáo buộc ukraine đang cho phép lính đánh thuê nước ngoài và các tướng lĩnh phương tây sử dụng hạ tầng dân sự để chống lại nga ông nêu ví dụ các tướng lĩnh chuyên viên quân sự nước ngoài sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự để tổ chức các cuộc họp bàn ông cảnh báo nếu phát hiện các địa điểm nhóm họp kiểu đó như ở kramastok chúng tôi sẽ phá hủy bởi vì đó là những người đang tuyên chiến với chúng tôi Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện cuộc tấn công vào hôm 27 tháng 6 nhằm vào địa điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 56 ở thành phố Kramastok thuộc Donetsk, loại bỏ hai tướng Ukraine, khoảng 50 sĩ quan, 20 lính đánh thuê nước ngoài và các cố vấn quân sự đang tham gia một cuộc họp tham mưu. Trong khi đó, ông Andriy Demchenko, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết, Belarus có thể sẽ có sự hiện diện của 8.000 thành viên lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner trên lãnh thổ thời gian tới. Theo ông Demchenko, theo các thông tin mà Ukraine nắm được, Belarus vẫn đang tiếp nhận các thành viên Wagner sau vụ nhóm quân sự này nổi loạn hồi cuối tuần trước. Để so sánh, ông cho biết, Nga đang triển khai 2.000 quân ở Belarus theo các hiệp ước song phương giữa hai nước. Theo ông, hiện không có đơn vị tấn công nào của Nga nhằm vào Ukraine ở Belarus. Tuy nhiên, ông cáo buộc Nga tiếp tục sử dụng Belarus làm nơi huấn luyện lực lượng và tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine. Ông Demchenko nói rằng Ukraine đang tăng cường khả năng phòng thủ ở phía Bắc trước những mối đe dọa mới có thể xảy ra. Nhấn mạnh, các diễn biến ở Belarus đang liên tục được theo dõi và giám sát. Trong khi đó, BBC đăng tải hình ảnh vệ tinh chụp ở Belarus hôm 30 tháng 6 ghi lại cảnh nước này đã hoàn thành xây dựng công trình được cho là doanh trại của Wagner. Công trình được xây dựng trên căn cứ cũ của đơn vị quân đội số 61732 Belarus. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 298 lều trại, mỗi lều trại có khả năng chứa trung bình từ 30 đến 50 người. Điều này có nghĩa là doanh trại giã chiến có thể chứa được 9.000 đến 15.000 người. Belarus chưa lên tiếng về thông tin của BBC cung cấp trước đó tổng thống belarus alexander lukashenko xác nhận người đứng đầu wagner đã tới quốc gia này ông lukashenko khẳng định belarus không xây doanh trại cho wagner nhưng sẽ cung cấp chỗ ở cho họ tại một căn cứ quân sự bỏ hoang belarus cũng không có kế hoạch cho phép wagner mở trung tâm tuyển mộ ở quốc gia này theo ông demchenko tuy các doanh trại wagner được triển khai ở tương đối xa so với biên giới ukraine nhưng việc nhóm này hiện diện ở belarus được xem là mối đe dọa mới đối với kiev ông nhấn mạnh các đơn vị của lực lượng biên phòng nhà nước ukraine hiểu rõ các mối đe dọa có thể đến từ belarus và luôn sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát trước những hành động khiêu khích có thể xảy ra trong khi đó tổng thống volodymyr zelensky hồi giữa tuần cho rằng một số thành viên của công ty quân sự tư nhân nga wagner chuyển sang belarus không gây đe dọa với phía ukraine ông khẳng định tôi không cho rằng họ sẽ gây ra mối đe dọa từ hướng belarus vì tôi nghĩ lực lượng của họ tại đó không quá lớn theo ông zelensky trong các cuộc giao tranh với lực lượng ukraine trước đó nhiều thành viên của wagner đã thiệt mạng ông nhấn mạnh quân đội ukraine tin rằng tình hình ở miền bắc ukraine giáp belarus vẫn không thay đổi và nằm trong tầm kiểm soát và kịch bản một mũi tấn công mới từ phía bắc do wagner thực hiện là không khả thi Ông Dmitry Kizilyov, người đứng đầu tập đoàn truyền thông Nga Rosia Sivonia hôm 2 tháng 7 cho biết, Wagner đã nhận được hơn 858 tỷ rúp, tương đương 9,8 tỷ đô la Mỹ, theo các hợp đồng đã ký với nhà nước. Ông Kizilyov tiết lộ thêm rằng, theo các hợp đồng khác, công ty Concor, chuyên kinh doanh ăn uống và truyền thông của ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, cũng thu được 845 tỷ rúp nhờ cung cấp dịch vụ cho chính phủ Nga. Vị này nhận định điều đó không có nghĩa là họ đã kiếm được quá nhiều, nhưng số tiền đó vẫn cho thấy quy mô kinh doanh cũng như những tham vọng của họ. Theo ông Kizilyov, công ty của ông Trung có ảnh hưởng truyền thông mạnh mẽ, khiến một số người có thể có ấn tượng rằng Wagner là lực lượng tiền tuyến tinh nhuệ nhất của Nga. Ông Kizilyov khẳng định không muốn làm mất đi công lao của bất kỳ ai, nhưng các đơn vị chính quy của Nga đã giành được quyền kiểm soát thành phố Mariupol, vốn được phòng thủ nghiêm ngặt, nhanh hơn so với việc lực lượng Wagner giành được quyền kiểm soát thành trì Bakhmut. Theo lãnh đạo tập đoàn truyền thông Nga, các hoạt động của Wagner ở Syria và châu Phi khiến Prigozhin tưởng rằng ông sẽ không bị trừng phạt. Điều này sau đó càng được củng cố bởi những thành công trên chiến trường của lực lượng Wagner ở miền đông Ukraine. Tại cuộc họp với quân đội Nga ở điện Kremlin hôm 27 tháng 6, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Bộ quốc phòng Nga và ngân sách nhà nước Nga đã trang bị và chi trả cho các chiến binh của tập đoàn Wagner. Tổng thống Putin tiết lộ, trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chính quyền Nga đã phân bổ 86,26 tỷ rúp, tương đương 1,04 tỷ đô la Mỹ để trả lương cho các khoản ưu đãi cho các chiến binh Wagner. Các bạn vừa xem chương trình tin tức quốc tế, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.